Tại một thị trấn nhỏ tên là Midwich ở nước Anh, hôm nay như mọi ngày những người dân nơi đây đang có một cuộc sống sinh hoạt bình thường, bỗng nhiên nguồn điện ở thị trấn gặp vấn đề. Các thiết bị điện tử ở trong nhà nhấp nháy liên tục, ở bên kia chuồng ngựa, những con ngựa đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó khiến chúng khó chịu, cuối cùng thị trấn đã mất điện hoàn toàn. Tại đồn cảnh sát trưởng Paul cũng nhận được tin báo và cùng người của anh điều tra, nhưng kỹ sư không lý giải được tại sao lại mất điện. Anh ta chỉ đoán rằng dường như có một lực từ nào đó ngăn nguồn điện phát ra từ trong một khu của thị trấn. Sau đó đến chiều tối, thị trấn vẫn chưa có điện, trên bầu trời lúc này đang xuất hiện một ánh sáng màu vàng nhưng không ai để ý đến nó. Bỗng nhiên nguồn điện chập chờn trở lại, các con ngựa đột nhiên cảm thấy thứ gì đó rất nguy hiểm, rồi chúng điên cuồng phá cửa chạy ra khỏi chuồng ngựa. Lúc này ở bên trên bầu trời các ánh sáng màu vàng tập trung lại một điểm, ở dưới trường học, một cậu bé làm cô giáo hoảng hốt khi đứng như tượng và nhìn về một phía. Ở phía đó bỗng nhiên một nguồn năng lượng đánh xuống, ngay sau đó mọi người và động vật ở một góc của thị trấn, tất cả đều bị ngất đi. Vài tiếng sau tại London, một bác sĩ tâm lý tên là Susanna, bà vừa thực hiện xong chuyến công tác ở đây và đang trên đường về với con gái Casey. Bình thường tàu điện vẫn đi được nhưng nay có thông báo về tàu đi đến Midwich đã bị hỏng do sự cố hệ thống điện. Susanna gọi cho Casey nhưng cũng không được, bà đành vội vàng gọi taxi đi về. Khi Susanna về đến thị trấn, cô đã bị cảnh sát chặn lại ở đường quốc lộ và không cho cô vào trong, kể cả khi Susanna bảo mình sống ở đó. Vì thông thuộc địa hình ở đây, Susanna quyết định đi bộ xuyên rừng để vào thị trấn khi đi qua một con đường bỏ hoang. Tuy nhiên khi gần vào trong thị trấn, cô bắt gặp một nhóm người mặc bộ đồ bảo hộ. Họ đang thực hiện một thử nghiệm gì đó bằng cách trói một người đàn ông vào dây thừng, rồi để anh ta bước vào chỗ người dân của thị trấn đang nằm bất động ở bên trong khu vực. Tuy nhiên ngay khi anh ta vừa đến gần người dân này, người đàn ông cũng ngay lập tức bất tỉnh và họ phải kéo anh ta ra. Susanna ở bên kia rất sốc khi chứng kiến vụ việc. Đám người cũng phát hiện ra cô, Susanna lập tức bỏ chạy về nhà. Nhưng ngay khi lại gần thị trấn, Susanna cũng như người đàn ông trước, ngất luôn tại chỗ. Tại đồn cảnh sát trưởng Paul đã gặp một người tên là Bryony, một đặc vụ được cử đến từ Bộ Nội vụ để phân tích tình hình. Có vẻ như một phần của thị trấn ở Midwich gặp một hiện tượng gì đó khiến toàn bộ mọi người bất tỉnh. Bộ Nội vụ đã cử máy bay không người lái đi tới để quan sát nhưng khi lại gần thị trấn, tín hiệu lại bị nhiễu. Sau đó cả hai nhận được tin báo Susanna đã tỉnh lại và chạy đến điều tra. Nhưng Susanna bảo rằng chỉ cảm thấy người của cô bỗng nhiên chóng mặt rồi ngất đi. Sáng hôm sau, quân đội cũng đã được triển khai để kiểm soát tình hình. Hôm nay sẽ có một máy bay trực thăng do con người điều khiển vào trong thị trấn để quan sát. Lúc đầu mọi người chỉ bay ở độ cao rất xa với thị trấn thì không làm sao cả. Tuy nhiên các phi công không thể nhìn thấy gì hết. Họ đành phải hạ thấp xuống. Ngay khi vừa chuẩn bị quan sát được, thì các phi công bắt đầu ngất đi và máy bay đã rơi xuống đất nổ tung. Dù có chuyện gì đang xảy ra bên trong thị trấn thì nó cũng rất nguy hiểm. Chính quyền sẽ sơ tán những người ở khu vực không bị ảnh hưởng của thị trấn rời đi trước. Tuy vậy, những người còn gia đình ở trong như Susanna đương nhiên không chấp nhận việc này và bắt đầu chống đối. Bỗng nhiên điện thoại kêu lên, Susanna mừng rỡ khi người gọi cho cô chính là con gái Casey. Mọi người còn lại đều nhận được điện thoại từ người thân, ở bên trong thị trấn mọi người đã tỉnh lại kể cả những con ngựa. Một người phụ nữ tên là Sarah chưa thấy chồng Stewart gọi lại cũng lo lắng gọi cho anh ta, hóa ra Stewart nhân cơ hội Sarah và con gái ra ngoài. Đã ngoại tình với một phụ nữ tên Amrita, cả hai tỉnh lại thì rất sợ hãi khi biết Sarah đang ở gần nhà lắm rồi. Vì Amrita là người ở nơi khác nên cô rời khỏi thị trấn trong bí mật, sau đó Sarah đã đưa con gái về nhà đoàn tụ với Stewart. Bên kia Susanna cũng đoàn tụ với con gái, nhưng lúc này toàn bộ những người phụ nữ trong khu vực bị ảnh hưởng đều cảm thấy một thứ gì đó trong bụng bọn họ. Hai tháng trôi qua kể từ vụ việc bất tỉnh, mọi người trong thị trấn vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, khi chính quyền đã kiểm tra tất cả mọi người họ đều không có hiện tượng gì lạ. Trong số người bị ngất vào ngày hôm đó, có một người tên Jody, là vợ đang ly thân của cảnh sát trưởng Paul. Anh ta bỗng nhiên hôm nay đến gặp Jody, rồi thông báo về khả năng cô ấy đang mang thai và cần Jody đi với anh để kiểm tra. Jody rất bất ngờ khi Paul lại biết cô mang thai trong khi cô không nói với ai cả. Ở một bên khác, một cặp vợ chồng là Sam và Zoe đang rất vui khi Zoe mới thử thai và phát hiện là cô đang mang thai. Sam nhanh chóng đưa Zoe đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng khi vừa đến, họ được yêu cầu đi đến một dãy nhà ở tận phía đằng sau của bệnh viện. Bước vào bên trong, ở đây là một căn phòng gồm nhiều người phụ nữ khác trong thị trấn và chồng của họ. Một đặc vụ chính phủ bắt đầu thông báo với họ rằng không chỉ mỗi bọn họ mà toàn bộ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở khu vực thị trấn bị ảnh hưởng, tất cả đều có thai vào ngày hôm đó. Đây là một hiện tượng kỳ lạ từ trước đến nay chưa từng có, sự cố ở thị trấn Midwich được chính quyền coi là một mối đe dọa cấp độ đỏ. Cảnh sát trưởng Paul ở đây để khuyên mọi người ký vào một cam kết bí mật và họ sẽ hợp tác với chính phủ để nghiên cứu hiện tượng này. Nhưng ngay lập tức đã có vài phản đối, nhất là Zoe và Sam, tại vì cả hai đã làm chuyện đó vào ngày hôm xảy ra sự kiện bất tỉnh. Và khẳng định chắc chắn đây là con của chính hai người,
Sau đó Sam lấy điện thoại muốn gọi điện cho luật sư của mình, nhưng căn phòng này đã được chặn sóng điện thoại. Những người lính cũng tiến vào phòng và không cho phép ai rời đi. Người dân bắt đầu tỏ ra khó chịu thì Susanna nay cũng đưa Casey đến kiểm tra đã lên tiếng. Với kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý bao nhiêu năm, cô nhanh chóng ổn định tình hình. Rồi một vài người phụ nữ đã đứng lên thừa nhận họ không làm chuyện đó với chồng vào ngày hôm đấy nhưng vẫn có thai, và cả Casey cũng thế. Chính quyền còn mang đến một nhóm thanh thiếu niên cũng bị giống như họ. Susanna tiếp tục bảo rằng tất cả được quyền chọn giữ hay bỏ đi cái thai. Tất cả là do mọi người quyết định, chính quyền chỉ ở đây tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và giúp đỡ mọi người. Mọi người không còn cách nào khác và chỉ biết lên ký tên. Sau đó, các sản phụ được đưa đi để thực hiện một số xét nghiệm cơ bản. Trong khi Susanna đang đợi Casey làm các thủ tục, Paul đã đưa Susanna đi và giới thiệu cô ấy với một người tên là Bernard, một lãnh đạo cấp cao của Bộ Nội vụ. Mọi người trong chính phủ đều ấn tượng trước cách xử lý tình huống của Susanna và nhờ cô ấy đại diện cho chính quyền hướng dẫn cho những người phụ nữ trong giai đoạn mang thai. Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra, Paul không đưa Jody trở lại nhà cô nữa mà quay lại về nhà mình tiện chăm sóc. Rồi sáng hôm sau, Zoe nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ thông báo cho cô, tất cả các bào thai của mọi người đều không có DNA của cha và chỉ có DNA của mẹ. Zoe khóc lóc cảm thấy mình rất có lỗi với Sam. Cô bắt đầu tính đến việc bỏ đi cái thai nhưng Sam cầu xin cô ấy đừng làm vậy. Rồi nhắc nhở Zoe trước đây họ đã đi khám thai và các bác sĩ bảo rằng họ chỉ có 1% cơ hội sinh con, nên đối với anh, có một đứa con để nuôi nấng là tốt lắm rồi. Ở nhà của Stewart, anh ta cũng nhận được tin nhắn từ người tình Amrita đang ở London và báo rằng cô ấy đang mang thai. Ngay khi nhận được thông báo, với một cô gái chưa có chồng như Casey chắc chắn không chấp nhận được chuyện này và quyết định đi bỏ cái thai mà không hỏi qua ý kiến của mẹ. Khi đến bệnh viện, Casey cũng gặp được bạn mình. Bạn cô bảo rằng đã cố gắng đăng vụ việc ở thị trấn lên mạng xã hội nhưng đã bị chặn ngay lập tức. Một người phụ nữ khác tên là Rachel cũng tới, vì Rachel đã có chồng và một người con trai nên cũng không muốn giữ lại cái thai. Sau đó cả ba được đưa giấy tờ để ký vào, nhưng ngay khi chuẩn bị đặt bút, các bóng đèn nhấp nháy liên tục. Mắt của bọn họ chuyển sang màu vàng rồi bỗng tất cả đều vứt bút xuống đất, không ai nói một câu gì với nhau và cứ thế bước về, ở bên kia. Bryony cũng đang theo dõi qua màn hình, cô thông báo cho Paul biết không chỉ riêng ba người vừa rồi, còn nhiều người khác cũng đến phá thai và đều một tình trạng như vậy đi về. Mọi chuyện cứ thế trôi qua 5 tháng, những người phụ nữ mang thai tiếp tục sống như bình thường với sự trợ giúp của Susanna và chính phủ. Chỉ có điều bụng của họ phát triển nhanh hơn bình thường. Hôm nay, Bryony nhận được một hồ sơ bí mật từ Bernard gửi cho cô. Tên trên tập hồ sơ là Nodot, chính là tên của một thị trấn ở Nga. Ở bên kia, Zoe có việc phải lên thành phố London nhưng khi chuẩn bị lên tàu, bỗng nhiên cô bị chùn chân và đứng yên tại chỗ, không thể cử động được. Zoe vô vọng đành nhìn đoàn tàu rời đi. Sau đó Zoe đến chỗ của Susanna và kể mọi việc. Zoe cho rằng chính đứa bé trong bụng mình đang ngăn cô rời đi. Cùng lúc này, bỗng dưng ánh đèn bắt đầu nhấp nháy khắp thị trấn, mọi phụ nữ có thai từ vụ bất tỉnh đều bị vỡ ối cùng một lúc. Các sản phụ nhanh chóng được chính phủ đưa tới bệnh viện, trải qua vài tiếng khó khăn, cuối cùng những đứa trẻ đã chào đời. Không ngoài sự mong đợi của mọi người, những đứa trẻ đều hoàn toàn bình thường, không có đặc điểm nào là kỳ dị. Toàn bộ các ông bố bà mẹ đều vui mừng khi chào đón thành viên mới trong gia đình, chỉ trừ Zoe là vẫn nhìn con mình với ánh mắt hoài nghi. Khi mọi người đi nghỉ ngơi, lúc này những đứa trẻ mở mắt và đôi mắt chúng đổi màu thành màu vàng. Sau đó cứ thế trôi qua 2 năm, các gia đình có những đứa trẻ từ vụ việc bất tỉnh vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng những đứa trẻ sẽ không được ra khỏi nhà trong thời gian đó. Đổi lại việc đó, các gia đình sẽ được chính phủ hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tuy vậy, bọn họ không biết rằng bọn trẻ vẫn thường nhìn nhau qua các cửa sổ, như đang giao tiếp với nhau. Các gia đình đều coi những đứa trẻ không khác gì con của họ. Kể từ khi Nathan được sinh ra, Paul đã làm lành với Jody, và anh rất yêu quý Nathan mặc dù nó không phải con của anh. Hôm nay ở nhà của Stewart bỗng nhiên một người đặc biệt xuất hiện, chính là người tình trước đó Amrita. Cô đã đem con gái Sunny đến thị trấn để gặp Stewart, vì Sunny nằng nặc đòi đến đây nên cô cũng không còn cách nào khác. Hôm nay cũng là hôm chính quyền tổ chức cho các gia đình tham quan ngôi trường mà họ chuẩn bị cho bọn trẻ từ vụ bất tỉnh. Bọn trẻ lớn rất nhanh khi chúng chỉ 2 tuổi mà trông như 5-6 tuổi nên một ngôi trường đặc biệt đã được chuẩn bị, Sam vì là thầy giáo nên anh sẽ đảm nhiệm việc dạy bọn nhóc. Trong khi mọi người đang tham quan trường học, đèn lại tự dưng nhấp nháy và tất cả bọn trẻ đều chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài chính là con gái lớn của Stewart đang đưa Sunny đến đây chơi. Lúc này tất cả những đứa trẻ đều một mạch đi ra bên ngoài, rồi đứng thành một vòng tròn xung quanh Sunny, bọn nhóc còn khoác áo của trường lên Sunny. Không ai nói với nhau một câu gì nhưng các phụ huynh từ xa đều biết đó là hành động chào mừng Sunny đến đây. Con chó của ngôi trường bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Nó đứng lên sủa và chạy tới chỗ bọn họ, ngay khi chuẩn bị lại gần, tất cả bọn trẻ đều quay sang nhìn nó khiến nó sợ hãi, không dám tiến lên nữa. Zoe chứng kiến cảnh đấy cũng khiếp vía,
liền đưa con gái Hannah của mình về trước. Bọn trẻ liền quay đầu lạnh lùng nhìn sang Zoe như phản đối. Chứng kiến hành động kỳ lạ của bọn nhóc, Susanna liền đi tìm hiểu sự việc và Amrita đã thừa nhận chuyện ngoại tình với Stewart. Cô ấy cũng thú nhận đã có mặt hôm người dân thị trấn bất tỉnh. Sunny là một trong những đứa trẻ sinh ra từ vụ bất tỉnh. Sarah giờ cũng chỉ biết chết lặng khi nghe tin chồng mình ngoại tình. Paul sau đó cũng đến thông báo với Amrita rằng cô ấy không thể rời thị trấn. Nhưng Amrita từ chối và nói với Sunny rằng họ sẽ rời đi. Mặc dù vậy, Sunny không muốn rời đi, cô bé muốn ở lại với tất cả những đứa trẻ khác. Rồi Sunny liền đọc tên của toàn bộ những đứa trẻ mà cô bé chỉ mới gặp qua lúc vừa rồi. Susanna nghe được nhìn sang cháu gái của mình tên là Ivy đang cười ở bên ngoài mà cũng cảm thấy ớn lạnh. Susanna sau đó cho toàn bộ bọn trẻ tiến hành một bài kiểm tra. Cô cho rằng bọn trẻ đều có chung một suy nghĩ ngay khi Ivy chọn hình ảnh bất kỳ. Tất cả những đứa trẻ khác không cần nhìn cũng chọn theo với Ivy, suy ra bọn chúng như đều có chung một suy nghĩ, vì vậy những gì một trong số chúng nhìn thấy thì cả nhóm đều nhìn thấy. Não của chúng giống như một mạng lưới, khi chúng tiếp thu thông tin sẽ tải lên một máy chủ và tất cả bọn nhóc đều truy cập được máy chủ này. Sau buổi kiểm tra, Zoe đưa con gái về nhà, Hannah bỗng nhiên bảo Zoe dừng lại để hai người có thể chứng kiến được con chó lúc nãy. Giờ nó vừa mới được vớt từ hồ lên, Zoe lạnh hết cả sống lưng, không phải vì con chó mà lúc cô nhìn xuống thấy Hannah đang nở một nụ cười. Từ lúc về nhà, Zoe không dám nói chuyện với Hannah nữa, Zoe kể lại với Sam nhưng anh ta chỉ cho rằng cô nghĩ lung tung. Hannah cũng cảm thấy điều không ổn và đi ra bảo Sam ôm mình, cô bé còn nói thêm anh là người duy nhất trong nhà yêu thương cô. Lúc sau trong lúc Sam không có nhà, Hannah bỗng dưng bảo với Zoe rằng chúng tôi không làm hại con chó, rồi Hannah chỉ cần nhìn lên một cái. Tay Zoe bỗng nhiên di chuyển đến trước nồi nước sôi và bị bỏng, xong cô bé lại nhắc lại, chúng tôi không hại con chó như một lời cảnh báo. Ở trường học, Susanna vẫn đang cố gắng thương thảo với Amrita để hai người ở lại thị trấn, thì Sarah xuất hiện và muốn nói về vụ ngoại tình với Amrita. Khi Susanna có việc rời đi, Sunny bỗng dưng biến mất, Amrita thấy thế chạy đi tìm con gái, thì Sunny lại đến chỗ Sarah và yêu cầu Sarah ôm mình, cô bé còn gọi Sarah là mẹ. Trong lúc này các bóng đèn cũng nhấp nháy, Amrita quay lại chứng kiến được cảnh này khiến cô cảm thấy bị tổn thương và ngay lập tức đưa Sunny đi. Một lúc sau, Zoe đến gặp Susanna để kể cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra với bàn tay của mình, nhưng Susanna chỉ cảm thấy câu chuyện quá hoang đường vì cô không tin Hannah có khả năng làm vậy. Ở trường, Amrita định lẻn đi khỏi thị trấn với Sunny. Ngay khi cô vừa nói kế hoạch với Sunny, toàn bộ những đứa trẻ đều tỉnh dậy và nhìn về hướng của Sunny. Amrita đang cùng con gái lẻn ra nhà xe, điện khắp nơi trong thị trấn lại chập chờn. Khi chuẩn bị lên xe và Sunny cứ đứng ở đó mặc cho sự thúc giục của Amrita, đột nhiên mắt của Sunny chuyển vàng, toàn bộ xe ô tô đều bật còi báo động. Một lúc sau, ở nhà của Stewart và Sarah, Sunny đang đứng ở bên ngoài. Khi Susanna nghe được tin báo chạy đến, Sunny bảo rằng Amrita đã thả cô ở đây và rời đi. Rồi Sunny bảo rất muốn được ở đây, ngay lập tức Sarah liền cảm thấy rất vui khi Sunny muốn ở lại, Stewart thì thấy vợ ủng hộ cũng không dám ý kiến nữa. Đúng lúc đó, Susanna nhận được cuộc gọi từ Paul, anh ta tìm thấy xe của Amrita vẫn ở bãi đậu xe của trường học. Khi họ đến cửa xe lúc này còn đang mở và bên trong còn có một chiếc giày của Amrita. Vài ngày sau, tất cả bọn trẻ bắt đầu đi học ở ngôi trường đặc biệt, chúng thể hiện được trí thông minh tuyệt vời trong mọi môn học. Bryony và Paul tiếp tục điều tra vụ mất tích của Amrita, nhưng tất cả các camera an ninh lúc xảy ra vụ việc đều bị trục trặc. Do thành quả học tập tốt, Susanna thông báo về việc trí não của bọn trẻ có chung suy nghĩ, khuyên các phụ huynh nên chấp nhận nó như một bước tiến hóa mới của con người. Ai mà chả thích con mình là thiên tài nên không ai có ý kiến gì. Rachel nhân tiện còn kể về việc chồng cô không thích dâu, người con thứ hai của cô sinh ra từ vụ việc bất tỉnh. Ở nhà Zoe, cô đang dần dần cảm thấy không ổn với Hannah. Hannah từ hôm Amrita mất tích thì thường xuyên gặp ác mộng và vào giường của hai người nằm bên cạnh Sam, bên Ivy cũng thế. Susanna cũng nhìn cháu mình đang sợ hãi và chạm thử vào trán cô bé. Bỗng nhiên Susanna thấy một hình ảnh về một căn phòng bị đóng băng và một bàn tay chạm vào cửa. Ngày hôm sau, Paul so sánh đoạn phim về khách sạn trước và sau sự cố và nhận thấy chiếc xe tải bên cạnh xe của Amrita là hai xe khác nhau. Sau đó Paul tìm thấy chiếc xe tải trong nhà kho bán sản phẩm đông lạnh. Khi cảnh sát mở ra thì bên trong có chứa thi thể của Amrita. Cùng lúc đó, Susanna đang kiểm tra các bức vẽ của Ivy thì cô ấy phát hiện bức vẽ con chó và bức vẽ về Amrita. Ở trường học, Bernard đã tới đây và yêu cầu Paul và Bryony che đậy vụ án của Amrita để giữ cho thị trấn ổn định. Ở bên kia, Nathan đang cùng dâu chơi xích đu, nhưng khi chồng của Rachel, tên là Curtis trở về lại muốn dành chỗ cho người con cả David. Vì Curtis từ trước đến nay chưa bao giờ nhận đứa trẻ đặc biệt như dâu là con. Dâu và Nathan không thích điều này và bắt đầu trừng mắt nhìn David,
đột nhiên Sidhu mất kiểm soát, va vào Curtis khiến cả hai bố con ngã xuống. Sau đó Curtis về nhà bực tức đem dâu vào dạy dỗ, Susanna có việc ở đây cũng chứng kiến được vụ việc. Đến tối Hannah lại sang ngủ với bố, nhưng đã bị dâu y ngăn cản, cô đưa Hannah về phòng, khiến cô bé bực tức đứng lên nhìn chằm chằm vào dâu y. Rồi dâu y bỗng nhiên đập đầu vào tường, Sam chạy ra kiểm tra và khi dâu y kể lại sự việc, tất nhiên Sam không thể tin là Hannah làm chuyện đấy. Sáng hôm sau, Susanna cố gắng chạm vào trán của Evie để kiểm tra lại các hình ảnh hôm qua, nhưng tay của cô liền đông cứng lại không thể chạm vào nổi. Ở bên kia Sam đưa con gái đi học, Curtis thông báo với Sam, hôm nay dâu sẽ nghỉ học, coi như là hình phạt cho vụ việc xích đu hôm qua. Điều này khiến Hannah tức giận và quẹt xe của Curtis làm anh ta tức giận quát lên chửi bới Hannah. Sau đó ở trường học, sau một vài sự việc xảy ra từ những đứa trẻ, Susanna cũng đã nghi ngờ và đến trường yêu cầu được gặp riêng Nathan. Cô ấy lấy ra một chiếc máy ghi âm và bắt đầu đặt câu hỏi về sự cố xích đu ngày hôm qua, Nathan thì cảm thấy không thoải mái với hành động này. Ánh đèn xung quanh bắt đầu nhấp nháy, tất cả bọn trẻ bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài và đập cửa sổ. Các ký ức quay về, rồi Nathan quát lên rằng hãy để chúng tôi ra, lúc này Sam cũng vào, Nathan bảo với Sam, Susanna làm cậu sợ hãi, ở ngoài bọn trẻ cũng chỉ vào Susanna. Sau đó Susanna bị Paul và Bryony thẩm vấn về hành động trên, cô cố gắng kể về những cơn ác mộng mà bọn trẻ gặp phải kể từ khi Amrita qua đời. Nhưng Bryony vẫn giấu chuyện đã tìm thấy xác Amrita và bảo cô không được làm thế nữa. Sau khi đi học về, Hannah bỗng nhiên hỏi Sam tại sao lại để Curtis mắng mỏ cô, đột nhiên Sam mất hết cảm giác về bản thân và lao ra khỏi nhà tới đánh Curtis. Rất may Rachel tới ngăn lại, lúc này Sam mới bừng tỉnh nhìn sang Hannah đang đứng xem và nở một nụ cười, anh nhận ra lời của dâu y nói là đúng. Sau khi về nhà, thấy con gái chán vì ở nhà nhiều, Susanna khuyên con gái đi chơi để mình trông Evie, nhưng khi Casey rời đi, Evie biết được và rất không vui. Một lúc sau cô bé rủ Susanna chơi trốn tìm, khi đi tìm thì Susanna lại không thấy cháu gái đâu, cô đi tìm thì thấy Evie đang ở trên đường ray và bỏ chạy. Susanna cố gắng đuổi theo cháu gái, đột nhiên một đoàn tàu xuất hiện, rất may Paul đã xuất hiện ở đây sau khi anh nghe con trai Nathan kể sự việc. Rồi anh ta đưa Evie ra ngoài, Evie liền đổ tội cho Susanna đưa mình ra chỗ này. Điều này khiến Casey rất tức giận về mẹ cô và dọn ra ngoài ở với Evie. Bên kia Sam kể lại vụ đánh nhau với Curtis cho vợ. Giờ anh đã tin lời của dâu y về những đứa trẻ. Cả hai lên kế hoạch rời khỏi thị trấn này mà không có Hannah. Hôm sau, từ hôm xảy ra vụ việc bất tỉnh, dâu y hàng ngày vẫn viết nhật ký về mọi thứ đã xảy ra ở thị trấn. Hôm nay cô hoàn thành nó và xuất bản cuốn sách, cô nói với Sam nhưng giữ bí mật với Hannah. Dâu y in một bản sao và giấu nó trên tủ, cô ấy cũng in một bản sao thứ hai và đưa cho Bryony. Khi Bryony quay lại văn phòng thì đã thấy Bernard tới đây với các bằng chứng giả để khép lại vụ án của Amrita. Vì Paul là một người chính trực nên không đồng ý với cách xử lý này, tuy vậy anh ta cũng không thể chống lại lệnh cấp trên. Paul rời đi thì Bryony nói với Bernard về cuốn nhật ký của dâu y muốn một cuộc hẹn riêng với chính quyền, không cô ấy sẽ gửi cuốn nhật ký cho báo chí về sự việc ở Midwich. Trong khi đó Susanna đang ở nhà chán nản vì con gái bỏ đi. Cô nhận được một tin nhắn từ một người được gọi là Earth Monitor yêu cầu cô ấy tiếp tục tìm kiếm sự thật về những đứa trẻ. Và trong mail còn có một liên kết hiển thị từ Nerdot, Paul lúc này cũng tới đây và không thích cách xử lý của Bernard khi che đậy cái chết của Amrita. Nên anh đến gặp Susanna và nói cho cô ấy biết sự thật. Susanna cũng chia sẻ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của cô với Nathan trước đó và tin nhắn mà cô nhận được từ Earth Monitor. Sau đó Paul mang đoạn ghi âm của Susanna đến đồn cảnh sát để chỉnh sửa âm thanh. Và nghe thấy tiếng một đám trẻ em la hét bằng tiếng Nga, trong tiếng hét có cả từ Nerdot phát ra. Trong lúc đó, Zoe đã tới gặp Bryony cùng Bernard và đưa ra đề nghị hãy để cô ấy rời khỏi thị trấn cùng Sam. Nếu họ giúp cô ấy thì cô ấy sẽ tiêu hủy các bản sao của cuốn nhật ký và không công bố chuyện ở Midwich với thế giới. Cùng lúc đó trong khi đi tham quan, Sam đang đưa lũ nhóc vào rừng, rồi giới thiệu cho bọn nhóc về một loại quả độc ở trong rừng. Sau khi tan học, Zoe cùng một đứa trẻ đặc biệt khác đang đu xích đu thì ở đằng xa, Bernard xuất hiện nhìn thẳng vào bọn chúng như đang giao tiếp với hai đứa nhóc. Ngay sau đó, Hannah nhận được tin nhắn từ dâu. Trong lúc Sam và Zoe đang chuẩn bị đồ đạc rời đi, cô bé mò lên phòng và tức giận khi nhìn thấy cuốn nhật ký mà Zoe giấu ở trên tủ. Bên Susanna, cô đã tới gặp Casey để làm lành với con gái. Susanna cũng kể về cái chết của Amrita và cảnh báo Casey bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Khi Evie về nhà, Susanna đã trốn đi nhưng cô bé vẫn phát hiện ra và tức giận trở mặt với Casey. Susanna đi ra và bảo đến đây để giúp Evie, nhưng Evie bảo rằng quá muộn rồi, ai muốn rời bỏ bọn họ sẽ phải trả giá. Cùng lúc này ở nhà của Sam, anh ta cảm thấy có ai đó ở đằng sau vườn và đi ra, Zoe bất ngờ xuất hiện và điều khiển lấy Sam. Ở trong nhà Zoe xuống nhưng không thấy chồng đâu,
Hana cũng xuất hiện và khiến Zoe bất động, rồi Hana đưa vào tay của Zoe loại quả độc trong rừng lúc sáng. Bên kia, Paul cũng đột nhập vào phòng của Bryony và tìm được hồ sơ về thị trấn Nardot. Bryony đành phải kể về sự việc mà Bernard bắt cô giữ bí mật nhiều năm trước ở thị trấn Nardot nước Nga. Cũng đã trải qua một sự kiện tương tự Midwit, nhưng bọn trẻ ở đó không được chào đón và bị người Nga nhốt vào một căn phòng riêng rồi đánh bom bọn chúng. Đột nhiên, Paul nhận được tin báo của Susanna hãy đến giải cứu Sam và Zoe. Khi Paul tới đây định phá cửa vào thì Nathan đã xuất hiện và đánh gục anh ta. Sau khi nghe mọi chuyện từ cháu gái, Susanna cố gắng giải thích với Evie và thề rằng những người ở đây không hề giống đám người ở Nardot. Các ông bố bà mẹ rất yêu những đứa trẻ, tuy vậy họ phải dừng lại các hành động chống đối thì các phụ huynh sẽ luôn yêu thương bọn họ. Evie cuối cùng đã đồng ý và bảo Susanna hãy giữ lời hứa mà bà vừa nói, rồi gửi tin cho những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch với Sam và Zoe. Khi Sam đi vào trong thì thấy Hannah đang ngoan ngoãn ôm lấy Zoe. Sau khi biết được sức mạnh của đám nhóc, những phụ huynh biết sự thật như Sam hay Susanna không dám ý kiến nữa và tiếp tục cuộc sống hòa thuận với lũ trẻ. Hai năm sau, các gia đình vẫn yêu thương và chăm sóc cho những đứa trẻ. Bọn trẻ tiếp tục phát triển rất nhanh khi giờ đã trông như một học sinh cấp 2. Hôm nay, Bernard đã tới thị trấn và yêu cầu vài đứa trẻ đến căn cứ quân sự để thực hiện một vài thử nghiệm. Susanna có phản đối nhưng đây cũng là ý kiến của Evie nên Susanna không làm gì được. Ở bên gia đình Sam và Zoe, họ đã sinh thêm một cô con gái tên là Ellie và Hannah rất quý đứa em mới của mình. Đôi vợ chồng Curtis và Rachel đã ly hôn vì chuyện anh ta không thích dâu. Nay Curtis đến để đưa con trai David đi chơi. Tuy nhiên khi dâu chào anh trai, thì Curtis liền chửi cậu. Ở bên kia Hannah cũng đang chứng kiến và rất tức giận. Zoe khuyên con gái bình tĩnh và nhắc nhở Hannah hãy vì lợi ích của toàn bộ bọn họ mà không làm hại Curtis. Paul và Susanna đưa Evie và Nathan đến căn cứ quân sự, nhưng thử nghiệm này là bí mật nên hai người không được vào trong với họ. Một lúc sau ở trường, do David thích chơi với em trai nên đã trốn khỏi bố và tìm đến trường học của em mình. Tuy vậy cậu không vào được vì cửa đã bị khóa điện. Bên trong lớp học, khi Sam đang dạy bọn trẻ thì có việc chạy ra ngoài, nhưng lúc anh ta quay lại thì bọn trẻ đã biến mất. Cùng lúc này ở khu căn cứ, Evie và Nathan sử dụng sức mạnh đánh gục mọi người ở đây, ở bên trường sau khi tìm xung quanh không thấy ai. Sam đang định đi xuống hầm thì một luồng năng lượng phát ra từ bên dưới đánh gục anh ta, hệ thống điện cũng trở nên chập chờn và làm cửa mở khiến David vào được bên trong trường. Cậu thấy những đứa trẻ đang đứng thành một vòng tròn với đôi mắt sáng rực, đột nhiên dâu quay lại nhìn, David sợ hãi bỏ chạy và đánh rơi đồ chơi. Ở bên căn cứ, Susanna và Paul tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng súng bắn từ những người lính vào một người đồng đội của bọn họ. Sau khi đám lính đem xác đi, thí nghiệm đã hoàn thành, Bernard cũng trả lại hai đứa trẻ cho Paul và Susanna. Một lúc sau ở gần nhà Rachel, cô phát hiện David đang đứng bất động ở đó và đôi mắt của cậu bé có màu trắng. David nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Susanna và Paul cũng đã trở về đây. Khi Susanna hỏi cậu bé về sự việc, David chỉ nói được từ trường học. Trong đầu David lúc này, các ký ức về những đứa trẻ đã bao vây cậu và xóa đi trí nhớ của David, giờ cậu không biết cả Rachel là mẹ mình. Susanna nhìn ra ngoài thì thấy dâu cũng theo dõi họ từ xa, cô kể lại với Paul và nghi rằng chuyện này là do bọn trẻ làm. Ít phút sau tại bệnh viện, Rachel tình cờ nghe được Bernard bảo với dâu rằng cậu đã để David gây nguy hiểm cho kế hoạch của cả bọn. Rachel nghe được thì rất kinh hoàng khi Bernard lại có tham gia vào việc này. Rachel ngay lập tức quay lại và đem David rời bệnh viện. Khi dâu quay về phòng không thấy mẹ mình và anh trai liền báo cho cả bọn. Khi Rachel đang lái xe trên đường thì bọn trẻ xuất hiện. Các thực thể sử dụng siêu sức mạnh khiến Rachel bị đâm xe và qua đời. Cùng lúc đó, Sam cũng cảm thấy không ổn về chuyện tầng hầm sáng nay. Anh xuống đó kiểm tra thì phát hiện đồ chơi của David. Ngày hôm sau cái chết của Rachel, Bernard đã có cuộc gặp với phụ huynh để thông báo với họ rằng bọn trẻ không cảm thấy an toàn khi ở đây nữa và chúng sẽ được chính phủ đưa đi. Mặc dù những đứa trẻ sinh ra từ sự kiện bất tỉnh, nhưng họ cũng ở bên nhau 5 năm với rất nhiều tình cảm, điều này khiến các phụ huynh rất tức giận. Casey cũng gọi Evie để hỏi lý do, nhưng cô bé hoàn toàn phớt lờ mẹ khiến Casey rất buồn. Sau đó, Bernard cũng giữ David trong bệnh viện thay vì đưa cậu bé trở lại với Curtis. Đến tối, sau khi nghe Sam nói về vụ đồ chơi của David, Paul cùng Susanna quyết định đi kiểm tra căn hầm của trường. Họ tìm được ở đây có một vòng tròn bị cháy trên mặt đất, chứng tỏ David đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Đột nhiên điện bắt đầu chập chờn, Paul đi ra ngoài để kiểm tra thì phát hiện hai đứa trẻ, chúng điều khiển Paul và lấy chìa khóa của anh ta rồi khóa cửa lại. Sau đó bọn trẻ giao Paul lại cho Nathan. Nathan lúc này trong tay đang cầm một vật sắc nhọn và tay bị chảy máu, cậu giải thích với Paul khi cậu làm như thế này. Thì các thành viên khác không biết cậu nghĩ gì, các thực thể giống cậu đang chuẩn bị có kế hoạch rời khỏi đây. Và Nathan đã có tình cảm với Paul và Jody nên không muốn rời khỏi hai người. Một lúc sau, Susanna vẫn ở trong tầng hầm thì bị bất ngờ
khi nhìn thấy được Bernard cũng chạy qua đây kiểm tra tình hình. Sáng hôm sau, Curtis tức giận khi không được gặp David và đem vũ khí tới khu bệnh viện đưa David ra. Ở đây sau khi Susanna được nhân viên trường mở cửa phòng giúp ra ngoài, thì cũng tới gặp Bryony và Paul. Cô đã tìm được trong hồ sơ có ảnh một đứa trẻ giống hệt Bernard. Bernard chính là đứa trẻ năm xưa sống sót sau vụ đánh bom ở Nga. Cuộc trò chuyện của họ đột ngột bị gián đoạn bởi dâu. Cậu muốn Susanna rời đi cùng cậu. Paul cố gắng ngăn lại thì dâu liền dùng siêu sức mạnh ném Paul vào tường. Dâu thẩm vấn và đang định làm sập trần nhà để dọa Susanna, thì lúc này Curtis với khẩu súng đã hạ gục dâu. Rồi chạy đến giải cứu David. Ở nhà, toàn bộ bọn trẻ đều chảy máu mũi và sợ hãi chạy khỏi nhà. Khi Curtis chuẩn bị đưa David ra ngoài, thì Hannah đã tới rồi điều khiển Curtis chỉnh hướng khẩu súng vào David. Tuy nhiên Paul cuối cùng đã xuất hiện và kết thúc Curtis. Tất cả các thực thể đều tới và rất tức giận vì chuyện này, chúng sẽ đẩy nhanh kế hoạch rời đi. Susanna sau đó nhận được cuộc gọi từ Evie, nói với cô rằng Casey sẽ rời đi cùng họ vào ngày hôm sau, điều này như lời cảnh báo rằng họ đang giữ Casey làm con tin. Cùng lúc này, Susanna nhận được một tin nhắn từ Earth Monitor yêu cầu cô ấy ngăn các thực thể rời đi. Khi Paul trở về nhà thì Jody đưa cho anh mảnh giấy Nathan để lại với dòng chữ, giúp con với. Ở trường học, các bậc phụ huynh đến trường tìm con vì đột nhiên không thấy chúng đâu. Quân đội bỗng nhiên được triển khai mà Bryony cũng không biết về việc này, chứng tỏ những người lính đang bị các thực thể khống chế. Một chỉ huy ra lệnh giới nghiêm toàn bộ thị trấn và tất cả người lớn được đưa về nhà. Paul sau đó lẻn đến gặp Susanna để lên kế hoạch ngăn chặn bọn trẻ. Susanna cũng muốn giải cứu Casey và Paul cũng nhờ Susanna giải cứu cả Nathan vì cậu ta không muốn trở thành một trong số họ. Rồi Susanna đến trường nói chuyện với bọn trẻ và Bernard để thuyết phục cho cô tham gia cùng họ. Đột nhiên, một người mẹ khác xuất hiện và muốn được ôm con gái lần cuối. Rồi đã được các thực thể đồng ý, tuy nhiên sau đó, người mẹ lại cố gắng mang cô bé rời đi và những người lính đã hạ gục bà ta. Susanna chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và ủng hộ với hành động như vậy để lấy lòng tin của họ. Cuối cùng Evie đã cho phép Susanna đi theo và đưa bà cùng Casey đến chỗ tầng hầm, có vẻ các thực thể sẽ chuẩn bị dùng sức mạnh một lần nữa. Trước khi họ khóa cửa, Susanna đưa cho Nathan mảnh giấy mà cậu để lại cho Paul và bảo Nathan cảnh báo cho Paul. Trong khi đó, Paul đang ở đồn cảnh sát và chế tạo một quả bom. Sau khi được Nathan cảnh báo, Paul cũng trốn đi và thông báo cho cả hai vợ chồng Sam và Zoe, họ cùng với Ellie liền trốn xuống tầng hầm. Cùng lúc này, tất cả các thực thể tạo thành một vòng tròn ở ngoài sân trường. Năng lượng tỏa ra khiến toàn bộ thị trấn mất điện và mọi người đều ngất đi. Sau đó những người lính đến các ngôi nhà và xóa mọi bằng chứng cho thấy bọn trẻ đã từng ở đó, vì toàn bộ những người bất tỉnh đã mất toàn bộ ký ức về lũ nhóc. Sáng hôm sau, những đứa trẻ đến kiểm tra cha mẹ của chúng để xác nhận họ đã quên mọi thứ. Nathan cảm thấy rất buồn khi thấy Jody đã không nhận ra cậu, nhưng cậu cũng nhìn thấy Paul đang trốn gần đó và biết Paul vẫn ổn. Hannah cũng đến thăm Zoe và Sam, cả hai đều giả vờ không nhận ra cô ấy. Nhưng không may Ellie lại chào tạm biệt Hannah khi cô rời đi. Một lúc sau, khi Zoe và Sam chuẩn bị rời khỏi thị trấn, thì Hannah xuất hiện và muốn trừng phạt cả hai. Tuy vậy lúc này Ellie đi ra khiến Hannah mủi lòng và tha cho hai người, cô chỉ lên trên miệng, như biểu hiện họ hãy giữ bí mật về tất cả mọi chuyện. Bên trường Paul cũng tận dụng cơ hội để lẻn vào một trong những chiếc xe tải của quân đội, rồi hạ gục một người lính để lấy quần áo của anh ta, giả làm một trong số họ. Ở bên Susanna, khi nhìn thấy Nathan trở về, cô khuyên cậu bỏ trốn cùng với Casey, sau đó cả hai đã bỏ chạy vào trong rừng. Những người lính chuẩn bị một chiếc xe buýt cho bọn trẻ, Paul cải trang nhân cơ hội đã mang được một túi có quả bom anh chế tạo và để vào trong. Các thực thể lúc này nhận ra Nathan và Casey đã mất tích và định cử binh lính truy lùng họ, tuy vậy Susanna đã nói với họ rằng Nathan đã không còn là một trong số họ nữa. Nếu còn kết nối với cậu ta sẽ gây nguy hiểm cho cả nhóm, đồng thời Susanna cũng là con tin rồi họ không cần giữ Casey nữa. Các thực thể nghe thấy cũng hợp lý và giải phóng Nathan khỏi mối liên kết. Một lúc sau, xe buýt rời đi với bọn trẻ trong khi Bernard và những người lính hộ tống chúng ở xe khác. Khi họ ra ngoài thị trấn, Bernard nhận được tin báo về một người lính bất tỉnh khiến anh ta dừng xe xuống để điều tra. Paul lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt quả bom ngay bây giờ và toàn bộ chiếc xe buýt phát nổ với bọn trẻ và Susanna bên trong. Từ xa, Casey, Sam và Zoe đã quan sát được vụ nổ và biết rằng cuối cùng họ đã được tự do. Vậy là mùa đầu tiên của phim đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.